À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đã đến với phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bộ sách ngữ văn lớp 8 kết nối trí thức với cuộc sống. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trong mục nói và nghe để thảo luận ý kiến về một vấn đề đời sống phù hợp với lứa tuổi. Vấn đề này sẽ được gợi ra từ tác phẩm văn học mà chúng ta đã học. Nội dung thực hành nói và nghe thì sẽ tiếp tục nằm trong bài học số 7, tin yêu và ước vọng. Một nhỏ chúng ta chú ý cho cô trước khi thảo luận. Các em cần nhớ lại những tác phẩm văn học đã học, sau đó thì suy nghĩ về một số vấn đề đời sống được gợi ra từ những tác phẩm đó. Cô gợi ý các đề tài có thể thảo luận như sau. Hiện tượng bắt nạt như trong chuyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của Tô Hoài, hay là trong bài thơ Bắt Nạt của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Chúng ta cũng có thể lựa chọn đề tài, đó là tình trạng ô nhiễm môi trường ở liên quan đến văn bản Chuyện Con Mèo Dạ Hải Ô Bay của Luis Sepúlveda, hay là vấn đề vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bài Đồng Chí của Chính Hữu, Lá Đỏ của Nguyễn Đình Thi, Những Ngôi Sao Xa Xôi của Lê Minh Khuê, hay là bài Lặng Lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Các em hãy cố gắng lựa chọn cho mình một tác phẩm mà các em cảm thấy là thế mạnh của bản thân để chúng ta có thể khai thác vấn đề một cách dễ dàng nhất. Trong bài 3 thì em đã thực hành thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi. Ở đây thì hoạt động thảo luận cũng được thực hiện dưới sự điều hành của người chủ trì, có thư ký ghi chép các ý kiến thảo luận. Lưu ý cho cô là mỗi cá nhân cần chuẩn bị kỹ trước khi tham gia thảo luận. Chúng ta cần đọc lại tác phẩm văn học được chọn và những tài liệu liên quan đến vấn đề, xác định các ý và chúng ta sắp xếp theo trình tự hợp lý. Chúng ta cũng có thể ghi lại những câu hay có ý nghĩa để trích dẫn, chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ. Đồng thời, mỗi cá nhân hãy chú ý cho cô thêm đó là chúng ta cần thể hiện ý kiến quan điểm riêng về vấn đề thảo luận. Trong trường hợp người phát biểu trước có ý kiến chung với những gì em đã chuẩn bị thì cần tránh lặp lại để đảm bảo cho nội dung thảo luận được phong phú và tiến trình thảo luận của chúng ta thì sẽ diễn ra một cách thông suốt. Chuyển sang nội dung thứ hai đó là thảo luận. Chúng ta hãy quan sát bảng ở trong mục trình chiếu của cô để có thể thấy được nhiệm vụ của người nói và người nghe ở đây rất là rõ ràng. Người nói thì sẽ trình bày ý kiến của mình về vấn đề thảo luận, kết nối với mạch thảo luận chung và ý kiến trước đó để tránh nêu lại nội dung mà người khác đã phát biểu. Đồng thời, người nói cần nêu những lý lẽ xác đáng, bằng chứng thuyết phục để chứng minh cho ý kiến của mình. Người nói cũng trình bày ý kiến một cách rõ ràng, mạch lạc, dùng cử chỉ, điệu bộ phù hợp để việc biểu đạt được sinh động. Người nói cũng cần phải trao đổi với người nghe trên tinh thần tôn trọng sự khác biệt. Và có một nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là giải đáp những câu hỏi, ý kiến trái chiều từ phía người nghe. Lưu ý cho cô quy định về thời gian cho từng ý kiến phát biểu để chúng ta không làm quá thời gian và có thể là sẽ khiến cho người nghe cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Về phía người nghe thì trong phần thảo luận, hãy lưu ý cho cô một số nhiệm vụ, đó là cần lắng nghe, ghi chép tóm tắt các ý kiến phát biểu. Người nghe cũng cần đặt câu hỏi để người nói giải thích những nội dung mà em chưa rõ, trao đổi về những gì em còn băn khoăn hoặc chưa tán thành. Đồng thời, người nghe còn phải chuẩn bị ý kiến và tâm thế phát biểu khi đến lượt mình. Người nghe cũng cần thể hiện thái độ thân thiện đối với người nói khi mà trao đổi. Ở đây chúng ta đang phải thực hành bài nói và nghe, đó là một cái sự tương tác, hòa đồng giữa người nói và người nghe, cho nên cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng. Không nên vì lý do cá nhân mà chúng ta lại có ác cảm với người nói và chúng ta cũng có thể là đưa ra những cái ý kiến, quan điểm nó không phù hợp. Sau đây thì cô sẽ có một bài nói tham khảo để chúng ta có thể vận dụng cũng như là rút ra cho mình những kinh nghiệm và chúng ta sẽ đạt hiệu quả hơn trong khi mà chuẩn bị bài nói của cá nhân mình. Các em chú ý cho cô bài nói tham khảo như sau. Đề tài người lính là đề tài tốn nhiều giấy mực của các nhà văn, nhà thơ thời kỳ kháng chiến chống giặc cứu nước. Có người vẽ lên cuộc sống vất vả, sự hy sinh anh dũng nơi chiến trường của các chiến sĩ. Có người vẽ lên vẻ đẹp oai hùng, uy nghi cùng với tinh thần lạc quan, vân vân.
nhưng tất cả đều thể hiện tình yêu gia đình, yêu quê hương, đất nước sâu sắc. Vậy hình ảnh người lính được thể hiện như thế nào trong thơ văn kháng chiến? Cụ thể là qua bài thơ Đồng Chí. Xin mời thầy cô và các bạn cùng lắng nghe và trao đổi. Hình ảnh người lính trước hết được thể hiện ở xuất thân và lý tưởng sống cao đẹp. Người lính Cụ Hồ xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, có thể là những người lao động nghèo khổ. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng thuê nghèo đất cày lít sỏi đá, trích từ bài Đồng Chí của Chính Hữu. Hoặc là những chàng thanh niên trẻ tuổi vô tư, trừ một lần yêu còn mê thả diều, trích từ bài Đồng Dao Mùa Xuân của Nguyễn Khoa Điểm, vân vân. Dù xuất thân ở hoàn cảnh nào thì ở họ đều có chung một lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, dũng cảm chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Người nông dân mặc áo lính, gan dạ dũng cảm, tì tay trên mũi súng trong bài Cá Nước của Tố Hữu. Các anh dẻo dai bền bỉ hành quân, vượt qua trăm suối ngàn khe, vượt suối trèo đèo trong cảnh ngày nắng đốt chói chang. Những đêm mưa rầm rề, gió mướt chân tay, quanh năm suốt tháng không một khó khăn trở lực ngăn được bước tiến của anh. Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều, bóng dài trên đỉnh dốc treo leo, núi không đè nổi vai vươn tới. Bên cạnh đó, hình ảnh người lính còn được thể hiện ở hoàn cảnh sống và chiến đấu thiếu thốn khắc nghiệt. Người lính chiến đấu ở những nơi rừng núi âm u rậm rạp. Đêm nay rừng hoang sương muối, bụi phun tóc trắng, mưa xối xả. Cuộc chiến đấu diễn ra trong mọi hoàn cảnh, trong đêm đông lạnh buốt hay nắng lửa mưa ngàn, nơi chiến trường ác liệt. Người lính phải gắng vượt lên tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ thời tiết, thiên nhiên khắc nghiệt, mà cuộc sống chiến đấu ở chiến trường đầy gian khổ, thiếu thốn và cả sự khốc liệt của chiến tranh. Những cơn sốt rét rừng hành hạ, ốm đau thiếu thuốc men, bom đạn rình đập đe dọa sự sống. Cuộc chiến tranh khốc liệt, hiểm nguy mà những người lính phải đối mặt, áo rách, quần có vài mảnh vá, chân không dày. Bằng những hình ảnh chân thực sống động, những nét vẽ không màu, thơ ca đã gieo vào lòng người đọc những xúc động lắng sâu về hoàn cảnh sống, chiến đấu vô cùng gian khổ, thiếu thốn, hy sinh, thử thách của những người lính cách mạng, những anh bộ đội Cụ Hồ. Đất nước gian lao, cuộc đời người lính cách mạng cũng đầy khó khăn, thử thách. Người lính đã vượt lên, chiến thắng mọi hoàn cảnh để chiến thắng được kẻ thù. Và cuối cùng, hình ảnh người lính hiện lên là những con người yêu nước với những phẩm chất tốt đẹp, do lòng yêu nước, kiên cường, lạc quan yêu đời. Những người lính ra đi từ mọi miền quê của đất nước. Họ gác lại những tình cảm, ước mơ riêng, những khát khao tuổi trẻ băng qua bom đạn, vượt qua mọi khó khăn để tiến về phía trước. Quyết tâm ra đi chiến đấu để bảo vệ độc lập cho quê hương, cho Tổ quốc. Tất cả đều bắt nguồn từ lòng yêu nước sâu sắc và vô cùng vĩ đại của những người lính, mang tên gọi bộ vô cùng giản dị mà thân thương, bộ đội Cụ Hồ. Mọi khó khăn gian khổ, bom đạn của kẻ thù lùi lại phía sau bởi ở họ có một lòng yêu nước sâu sắc, một lý tưởng cao đẹp. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong gian nan thử thách, tình đồng đội càng tỏa sáng. Trong chiến đấu gian khổ, đồng đội là nguồn động viên, là cánh tay dìu đỡ, là người chia lửa khi giáp mặt quân thù, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đồng thời, đó cũng là động lực giúp người lính vượt qua tất cả để hoàn thành lý tưởng cao cả của mình. Dù hoàn cảnh chiến đấu còn đầy những cam go, thử thách, vẻ đẹp phẩm chất cách mạng của người lính vẫn rạng người tỏa sáng. Họ chính là những bài ca đi cùng năm tháng, bất tử với thời gian. Đó là phần hướng dẫn cho bài nói tham khảo. Chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta định hướng cho bài nói của mình. Chuyển sang mục 3 là đánh giá. Các em hãy dựa vào những gợi ý trong bảng sau để có thể đánh giá cuộc thảo luận. Chúng ta cần đánh giá trên hai phương diện là nội dung và cách thức tổ chức thảo luận. Phương diện thứ hai là mức độ giải quyết vấn đề qua các ý kiến thảo luận. Chúng ta xem là những tiêu chí ở trong từng mục này liệu có đạt yêu cầu hay không. Nếu có thì chúng ta sẽ tích vào ô là có, còn nếu không thì chúng ta sẽ tích vào ô là không. Từ những tiêu chí này, chúng ta có thể nhận xét được chính xác và khách quan về bài nói của bạn. Như vậy, phần hướng dẫn vừa rồi thì đã khép lại nội dung của bài thực hành nói và nghe. Cô hy vọng rằng chúng ta đã có được định hướng cơ bản nhất cho bài nói của mình.
Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.